Chào mừng các anh em quay trở lại kênh truyền thông của Zika Audio. Tất cả mọi nhu cầu về mua sắm thì các anh em liên hệ trực tiếp với em theo số hotline, đó là 0963889192 và 0965503357. Trong video này em lại tiếp tục lên sóng với con loa siêu trầm WeWood 2012. Và bản này hiện nay đang được bên chúng em khuyến mãi xuống còn giá 5.500.000 đồng cho siêu phẩm loa siêu trầm WeWood 2012. Chúng em có bản này gồm hai phiên bản màu, một màu đỏ và một màu đen. Màu đen thì hiện tại chúng em còn số lượng ít nên màu đỏ đa phần là các anh em rất là thích màu đỏ nên màu đen em ít ra trưng, đem ra trưng. Thì bác nào yêu cầu đích danh cái sản phẩm đó là màu đen thì chúng em mới đem ra. Đối với cái dòng trầm cao cấp như WeWood 2012 này, các anh em có thể thấy đằng sau mạch của nó rất là đẹp và thông, nhìn nó rất là khôn, nhìn khôn mắt, thông minh. Các công tắc bật tắt nó rất là thoải mái và nó có độ ăn khớp cực kỳ, ngay cả những cái con ốc hay là những cái, các anh em có thể thấy đây, nó không có độ vênh váo. Đây gọi là cơ khí rất là ăn khớp nhau. Đường 11 put thì được mạ vàng óng tiếp tín hiệu rất là tốt. Lai hoa sen chắc chắn, công tắc đảo pha chắc chắn. Volume hoặc là cắt tần số cũng cái chiết áp được cắt những cái đường vòng đồng tâm mà cắt máy CNC rất là chắc khỏe. Thông số được in bắn chữ laser này. Con này thì sản xuất tại nhà máy Đài Loan của WeWood ở bên đó. Công suất maximum 500W. Lỗ thông hơi đằng dưới mình dẹp này. Đấy. Đấy. Đánh bần bật tay em. Bởi vì con này nó là dòng bát 30, công suất 500W và được ứng dụng cái công nghệ màng bát bằng chất liệu polyplast rất là mềm mại đấy ạ. Các bạn em có thể thấy nó đang nhún nhảy đây, đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Tiếng bát đánh ra rất là mềm mại, không có bị khô, mềm. Phù hợp với những các anh em có cái đôi tai vàng, có những cái sở thích nghe nhạc ở cái tầm cao cấp. Sang trọng, phải nói là vô cùng sang trọng. Các bác vui lòng đeo giúp cho em cái tai nghe, đeo giúp cho em cái tai nghe vào để chúng ta có cái chất âm nó chuẩn, chính xác nhất khi chúng em muốn gửi tới các bác những cái gì đó nó phát lên cũng như là thể hiện được cho cái sản phẩm đó. Vâng, và giờ em xin phép được khép lại video tại đây. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Chúc các anh em có thật nhiều niềm vui, sức khỏe trong cuộc sống. Và các em nhớ like và chia sẻ, đăng ký kênh cho bên công ty Zika chúng em. Cảm ơn các anh em rất là nhiều.